itu. Xài gạch đá ông không à? Mấy câu hả? À, Dương Quý Phi. Dương Quý Phi hồi xưa mặc đồ vậy hả? Dương Quý Phi là Việt Nam chứ. Dương Quý Phi là vợ của Lê Hoàng á. Hả? Dương Quý Phi là vợ của ông Lê Hoàng chứ. Lộn một phèo hết rồi. Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi đó. Thôi mình đi đường tránh đi. Con này bông gì ta? Bằng lăng hả? Em nghe anh Phú ơi, anh giữ giùm em đi, thứ hai em lấy. Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ.
Dạ chào. Có. Không biết em không hỏi nữa. Em chụp đến đây lắm rồi.